Em xin chào tất cả anh em nhé anh em. Em chào mừng anh em đến với kênh Tin Chắc anh em ơi. Phụng thấy cái máy NF này Phụng khoái quay thử. Chạy luôn rồi. Máy mới về chạy luôn. Nó có phải từ tiếng anh em ơi. Đầu hai mét. Đánh vô lên. Má quá trời. Đúng rồi. Con mấy? Hả? Con này mười mấy? Nhé con mấy? Mười à. Con này mười. Nhé mười. Nhưng mà con này đủ ngựa. Con này nó mười với hết. Còn con này nó có 9 đi hết à. Thấy không? Ờ, con này ép mười luôn. Tại vì anh biết không? Cái dòng anh là ép. Anh là ép, còn cái này là anh là ép đi. Nó thiếu ngựa. Cho mời nha mày. Rồi anh em nào làm được cái máy này em xin báo giá anh em mình luôn nha. Để em rửa máy lại. Em sẽ kiểm tra lại cho anh em mình. Tại cái này là theo khoái trên xe quay chạy chơi. Cái này em bán cho anh em là 13.500.000 nha anh em. 13.500.000 em bao ship. Anh em nào làm được thì gửi em nha. Nắp vàng đúng rồi. Nắp vàng quân đội. Em nghe nói gì thôi em nói theo thôi chứ em không biết anh em. Máy chạy quá trời bốc anh em. Bây giờ không ra khối luôn. Bây giờ không khối gì luôn. Rồi anh em nào có làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. Cảm ơn em nhiều các Phụng. Phụng là nó mê dòng cái NF chưa lắm luôn nè. Đang xài cái NF để anh khoái. Rất khoái NF. Làm rồi rốc. Anh chạy thế này đã lắm. Ôi. Còn chua lẻ hơn cầu quê người tê mình á. Người tê mình nó có hàng rưỡi rồi. Mà mình có hàng sáu. Chạy đảo quá anh em. Rồi em muốn xin kết thúc video tại đây nha anh em. Chào tạm biệt anh em.